Hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, sáng ngày 5 tháng 9, quận Cầu Giấy đã long trọng tổ chức lễ gắn biển, cắt băng khánh thành các công trình tại ô đất A11, khu quy hoạch K71 thuộc phường Yên Hòa, bao gồm 3 dự án xây dựng các trường mầm non Bình Minh, trường trung học cơ sở và khu công viên cây xanh Yên Hòa. Đây là 3 công trình được lựa chọn làm công trình tiêu biểu, cấp quận, gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Là công trình của ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Yên Hòa nói riêng và quận Cầu Giấy nói chung. Ô đất A11 khu đô thị Tây Nam Hà Nội với tổng diện tích 2,6 ha được hỗ trợ nguồn kinh phí 383 tỷ đồng. Các công trình xây dựng nhằm chăm lo tốt nhất cho nhân dân, con em trên địa bàn được thụ hưởng cơ sở vật chất, môi trường giáo dục hiện đại, tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp. Các dự án đầu tư đã được triển khai đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật về đầu tư công và đầu tư xây dựng cơ bản. Chủ đầu tư đã tổ chức triển khai thi công, chỉ đạo, giám sát các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.